Chào mừng cả nhà mình tiếp tục đến với đồ cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 23 tháng 7 thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được với cả nhà mình. Đến với clip ngày hôm nay có rất là nhiều sản phẩm đẹp như các nhà mình nha. Và cuối cùng của clip ngày hôm nay là một cụ cốc rất là to khổng lồ ha, khoảng 40 kg. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong nội dung của ngày hôm nay. Mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình, em có sưu tầm được một bộ rất là đẹp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Thứ nhất đó là một bộ bao gồm thần tài thổ địa và ông thần giữ tiền luôn nha. Đây được xem là một những bộ rất là đáng để sưu tầm ha. Mình có thể để ở nhà là thôi, chọn bộ này là rất là ok luôn ha. Thứ nhất là thần tài. Thần tài là cởi trên một con tỳ hưu phong thủy rất là đẹp. Đây cả nhà cùng xem ha. Và thổ địa thì cũng cởi trên một con cốc nằm tiền luôn. Tất cả chất liệu đều bằng đồng. Và ông thần giữ tiền hộ phía sau là ôm một cái hũ tiền rất là đẹp. Đây được xem là một những bộ rất là đáng để mình về mình để nhà mình nha. Về để không gian nhà ha. Bộ này tổng trọng lượng là khoảng 7 kg, chiều cao tổng thể của mỗi ông là như ông thần giữ tiền là khoảng 21, thần tài là có khoảng là 19, rồi thổ địa là 20 cm, bề ngang mỗi tượng là tầm có khoảng là 10-12. Thì chọn bộ này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ như thế này là 3,5 triệu thôi nha. 3,5 triệu cho một bộ như thế này để cả nhà mình có thể trưng bày sưu tầm sử dụng ha, và thờ cúng luôn nha, rất là đẹp. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 của ngày hôm nay đó là một con rồng rất là to, một con rồng đứng trên một cái hũ tiền, tay là ngậm một viên châu, cầm một viên châu, chiều dài tổng thể là có khoảng là 35, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 28 cm, chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh sáng bóng phủ keo cho cả nhà mình luôn rồi ha, rất là đẹp nha. Một con rồng đang nằm trên một cây gậy như ý, quyền lực sức mạnh thăng tiến thành công ha. Một con rồng rất là to ngày hôm nay. Con này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một rồng hồ lô. Hồ lô thì trường thọ nha. Một con rồng quyền lực sức mạnh ha. Và nằm trên một cái hồ lô trường thọ. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 30 cm. Rồi chiều cao là có khoảng là 25. Chất liệu bằng đồng. Đây được xem là một những tác phẩm cũng rất là hay nha cả nhà ha. Về rồng nha. Rồng là rất là đẹp. Đây cả nhà cùng xem nha. Xem không rõ có thể kết bạn Zalo bên em ha. Để bên em gửi thêm thông tin cho mình nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha. Địa chỉ là đường số 4 trên Nam Mại, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Cả nhà mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Đây là mã số 3 trong video hôm nay. Rồi mã số 4. Mã số 4 là một cái đỉnh cửu long. Chín rồng nha, dùng đất chín rồng ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 cm. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 15. Tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Và cái đỉnh này nó đặc biệt ở chỗ là có 9 con rồng trên đây nha cả nhà ha. Hội tụ đầy đủ 9 con nha. Mặt trước là 3 con rồng nổi đây. Rồi mặt sau là 2 con là 5 con, 2 cái quai là 7 con ha. Và trên nắp 2 con là 9 con cửu long ha. Cửu long, đỉnh cửu long, 3 chân là 3 chân lân. Rất là đẹp. Cái đỉnh cửu long này thì có giá giao lưu cả nhà 1,2 triệu cho một cái đỉnh trầm cửu long của ngày hôm nay, mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 là một cái giỏ cua. Đây là một cái giỏ cua rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 1 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng là 13 cm, đường kính miệng là tầm có khoảng là 9 gần 10 cm ha. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem nhà, đây là một cái giỏ cua chất liệu bằng đồng ha. Rất là đẹp. Xem không rõ có thể kết bạn Zalo bên em nha cả nhà ha, để gửi thêm thông tin cho mình ha. Một cái giỏ cua như thế này. 1,4 triệu cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm bác nha, mã số 5. Rồi số 6 trong video hôm nay, đây là một cái đỉnh đồng cổ ha. Đỉnh đồng rất là đẹp. Đỉnh này nó có tên gọi là đỉnh như ý. Đây cả nhà cùng xem, hôm trước là em có một cái giao lưu rồi. Hôm nay là có thêm một cái nữa để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Thì đây là một cái đỉnh rất là đẹp nha. Tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 32. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 22 cm. Đỉnh như ý, hai bên là có hai cây gậy như ý, cả nhà mình xem nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh như ý như thế này, 2,2 triệu cho mã số 6 trong video hôm nay. Rất là đẹp. Rồi đỉnh số 7. Số 7 ngày hôm nay là đỉnh một cái đỉnh thập lân, 10 con lân trên đây nha. Chiều cao tổng thể là 20. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 16 cm, chất liệu bằng đồng ha. Đây có 10 con lân. Đây cả nhà cùng xem nha. Mặt trước là 2 con, mặt bên là 2 con. Ba chân dưới là 3 con nữa ha. Hai quai 2 con, trên nắp 1 con nữa. Thập lân nha, 10 con lân. Rất là đẹp. Đây được xem là một những bộ đỉnh rất là hay nha. Có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu cho một cái đỉnh thập lân của ngày hôm nay. Rất là đẹp. Mã số 7. Rồi mã số 8 ngày hôm nay đó là một tượng tượng Bác Hồ. Đó, Bác Hồ ngồi. Đây là một tượng rất là đẹp. Tượng Bác nha, Bác đang ngồi ha. Tổng trọng lượng là khoảng 2,7 kg, chiều cao tổng thể là khoảng là 26 cm, bề ngang tổng thể là 15,
có giá giao lưu cả nhà mình tượng bác như thế này là 2.200.000. Cho nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Tượng bác Hồ chất liệu vân đồng ha, rất là đẹp. Đây là mã số 8. Rồi mã số 9 thì giới thiệu với cả nhà mình đây một cái đỉnh đồng cổ luôn nha. Hôm trước là có một cái cũng giao lưu rồi, hôm nay còn cái giới thiệu cùng với nhà mình luôn ha. Đây là một cái đỉnh tỳ hưu. Đó, hai bên là hai cái quay tỳ hưu, trên là một ảnh một con lân, chất liệu vân đồng xưa. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Cái đỉnh rất là đẹp, liền lạc lành lặn màu thời gian nha. Và đỉnh này có chiều cao tổng thể là 28. Rồi bề ca bề ngang tổng thể là có khoảng là 19 cm. Và một cái đỉnh tỳ hưu như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000. Ở đây có chuyện luôn ha. Đây là mã số 9. Rồi số 10. Số 10 ngày hôm nay là một cái đỉnh trúc. Đây là một cái đỉnh đồng trúc rất là đẹp, được thiết kế gồm có 3 bộ phận, đây cả nhà mình cùng xem ha. Thì chiều cao tổng thể là có khoảng là 25. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 16 cm và thân là có khoảng là 12. Được thiết kế gồm có 3 bộ phận, đây cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đẹp ha, kèm theo cái đế dưới nữa. 1.600.000 cho mã số 10 trong video ngày hôm nay ha. Rồi 11. 11 là một con ngựa chất liệu vân đồng, một con ngựa chất liệu vân đồng tổng dung lượng là khoảng 1,5 kg. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 25. Rồi chiều cao tổng thể là 20 và chất liệu vân đồng. Và có giấy giao lưu với cả nhà mình con ngựa đồng như thế này là 1,4 triệu ha, cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha cả nhà nha. Địa chỉ là ở Cần Thơ ha. Và thứ hai mã số 12. 12 là một cái hũ trang sức rất là đẹp. Đây là còn gọi là hũ lân ha. Đây cả nhà mình cùng xem nha, hũ này đặc biệt cái là hình ảnh chú lân như này, rất là đẹp, hũ trang sức của nhà giàu ngày xưa nha. Người ta có thể đựng vàng bạc châu báu, sau này mình có thể dùng để đựng trà và vàng bạc châu báu gì trong đây nha. Đây là hũ tiền, đặc biệt là con lân đây, rất là nét, rất là đẹp. Và cái hũ lân này tổng trọng lượng là khoảng 800 g, chiều cao là 10 cm, bề ngang là khoảng là 10 cm. Cái giá giao lưu cả nhà mình là 950.000 ha, cho cái hũ lân chất liệu đồng mã số 12. Rồi 13 trong video hôm nay là một cái ấn rồng như ý ha. Bốn mặt là 8 con rồng, ở trên một con rồng ngậm y như ý nữa là 9 con ha. Củ long rồng như ý, rất là đẹp của ngày hôm nay nha. Đây cái này cùng xem ha, ở trên là con rồng rất là to ngậm gậy như ý nè. Đây là cái mặt ấn ha. Tổng trọng lượng của cái ấn rồng như ý này có khoảng là 1,7 kg, chiều cao tổng thể là 18, bề ngang tổng thể là 10 cm. 1,4 triệu cho một cái ấn rồng như ý của ngày hôm nay nha, rất là đẹp. Đây cái này cùng xem ha. Xem không rõ cần thêm thông tin có thể kết bạn Zalo anh em nha. Đây là số 13. Và 14 trong video hôm nay là một cái nải chuối chất liệu vân đồng nguyên khối luôn nha. Đây là một cái nải chuối bao gồm 13 quả chất liệu vân đồng, mẫu của Pháp năm 1980, đồng nguyên khối, 13 quả chất liệu vân đồng. Và tổng trọng lượng của nải chuối này rơi vào khoảng là 2,8 kg và chiều ngang tổng thể là tầm có khoảng là 19 cm. Có giá giao lưu cái này là 1.600.000 cho một cái nải chuối chất liệu vân đồng ngày hôm nay, mã số 14. Rồi 15. 15 là giới thiệu với cả nhà mình, đây là một tác phẩm rất là đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào cả nhà mình cũng xem nha. Đây là hình một con rùa ha, đang cổng cái nhân sâm kèm theo gậy như ý nữa, cái đế chất liệu vân đồng cũ nha. Đây cái này mình xem ha, một những tác phẩm rất là đẹp, đẹp độc và lạ luôn nha. Đó, siêu phẩm ha, có tổng trọng lượng là khoảng 4 kg và chiều dài tổng thể là có khoảng là 25 và chiều cao có khoảng là 25 cm. Và có giá giao lưu cái nhà mình là 2.200.000 nha. 2.200.000 cho cái nhà có nhu cầu siêu tầm một tác phẩm rất là hay như thế này ha. Số 15. Và 16. 16 là giới thiệu với cả nhà mình là một chú hổ leo núi, chiều cao tổng thể là 20, bề ngang tổng thể là có khoảng là 17 cm. Và có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 cho một chú hổ leo núi của ngày hôm nay, chất liệu vân đồng rất là đẹp, quyền lực sức mạnh nha. Đây là mã số 16. Rồi 17. 17 là một tượng mẹ Quan Âm tọa trên rồng, mẹ Quan Âm đứng rồng, chiều cao tổng thể là có khoảng là 29 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 9 cm, tổng trọng lượng là có khoảng là 1,6 kg. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho tượng mẹ Quan Âm tọa trên một con rồng của ngày hôm nay, rất là đẹp. Đây mã số 17 mà anh em giới thiệu cùng với nhà mình ha. Rồi 18. 18 là một phật chủ đề chất liệu vân đồng, thì tác phẩm phẩm này có tổng trọng lượng là khoảng 3 kg, thì rất là đẹp. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 25, bề ngang tổng thể là có khoảng là 24 cm. Có giá giao lưu với cả nhà mình đây một tượng phật chủ đề như thế này là 2.800.000 cho các nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Rất là đẹp của ngày hôm nay. Đây là mã số 18. Rồi 19 mà bên em giới thiệu với cả nhà mình, đây là một bộ tam đa ba ông phúc phục thọ chất liệu vân đồng, đó ba ông như thế này, tổng trọng lượng là khoảng 2,9 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 18, bề ngang đo được là khoảng 18 cm, bao gồm ba ông phúc lộc thọ. Có giá giao lưu cả nhà 1.700.000 cho một bộ như thế này nha, rất là đẹp nha. Ở dưới đáy này có chuyện luôn nha các nhà ha, mặt sau là có một chạm một cái chữ ha,
rất là hay. Mã số 19. Rồi 20, 20 là một 20 là một tác phẩm rất là hay. Đó, đây cả nhà cùng xem ha. Tác phẩm này không thể bỏ qua nha. Đây là một nữ thần tự do. Đây là một biểu tượng đặc trưng của nước Mỹ và cả thế giới nha, nữ thần tự do ha. Cho mã số 20, 20 trong ngày hôm nay. Đây là mã số 20. Nữ thần tự do thì tượng này rất là to, cao. Chiều cao tổng thể là đo là tầm khoảng là 50 nha các em nha, cao gần 50 cm á. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 13. Và một tượng rất là đẹp như thế này, biểu tượng của nước Mỹ và cả thế giới luôn nha, nữ thần tự do. Thì tượng này cao gần 50, rất là cao to. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tượng nữ thần tự do như thế này là 2.800.000 cho tác phẩm nữ thần tự do. Và mã số 20 có trong video hôm nay. Và mã số 21 đó là một tác phẩm một con gà chất liệu đồng rất là nét. Để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một con gà rất là to, rất là đẹp, rất là nét. Và chiều cao của chú gà này rơi vào khoảng là 56 cm. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 37. Chất liệu bằng đồng như một chú con gà rất là to. Đây cả nhà cùng xem ha, to và nét. Đây là mã số 21 nha. Và mã số 21 có giá giao lưu với cả nhà mình là 5.800.000 nha, cho một chú gà to cao khổng lồ. Mã số 21 có trong video mà hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tiếp theo mã số 22. Em hay ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình là một tượng Phật Thích Ca chất liệu bằng đồng mạ vàng. Tượng này là bên em mạ vàng rồi luôn nha cả nhà ha. Tượng này rất là đẹp nha, được mạ vàng rất là đáng để sưu tầm ha. Tượng Phật Thích Ca mạ vàng. Đây là mã số 22. Thì tổng trọng lượng là khoảng 18 ký 2. Rồi chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 50. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng 30 cm. Và có giá giao lưu cả nhà mình một tượng Phật Thích Ca mạ vàng như thế này là 6.500.000 ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp em nha. Kênh là Đồ Cổ Cần Thơ nha cả nhà ha. Em có kênh YouTube và TikTok đều có nha. Thì các kênh cả nhà cứ gõ Đồ Cổ Cần Thơ lên giúp em ha. Đây là mã số 22 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 23. 23 của ngày hôm nay là một tượng Phật Thích Ca Liên Hoa ha. Đây là một tượng rất là đẹp. Tổng trọng lượng là 14 kg. Chất liệu bằng đồng, người đang ngồi trên một cái đài sen rất là đẹp. Và chiều cao tổng thể. Và chiều cao tổng thể là 43 cm. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 31. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 14 kg. Tượng này rất là đẹp như cái nam nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Chất liệu bằng đồng và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.800.000. Cho nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Đây là mã số 23. Rồi cái hai mã số 24 là giới thiệu với cả nhà mình một cặp bình tứ linh ha. Hội tụ đầy đủ 4 linh vật trên đây nha, long lân quy phụng ha. Tứ linh chất liệu bằng đồng đã được chùi bóng rồi nha các em nha. Chiều cao tổng thể là 36, đường kính miệng là có khoảng là 10-12. Tổng trọng lượng là 7 kg. Và có giá giao lưu cả nhà mình cặp bình tứ linh long lân quy phụng như thế này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.400.000 ha, cho một cặp bình ở mã số 24 của ngày hôm nay. Và cuối cùng trong video hôm nay là mã số 25 thì giới thiệu với cả nhà mình một cụ cốc siêu to khổng lồ ha. Đây, sau đây là chi tiết của cặp này, cho một cụ cốc này cho cả nhà xem nha. Cụ này là nặng 40 kg. Đây, để em quay gần lại cho cả nhà xem ha. Về cân nặng là 40 nha, rất là to khổng lồ. Và chiều cao tổng thể của một cụ như thế này là tầm có khoảng là 39 cm, rất là to khổng lồ nha. Bề ngang thì tầm có khoảng là 30-37, rất là to khủng nha cả nhà ha. Và một cụ cốc như thế này khổng lồ 40 kg như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 13.000.000 nha. Đây là mặt sau, đây rất là to khủng nha cả nhà ha. Ở trên lưng là cổng một cái thổi vàng nha, và ở dưới đế là có rất là nhiều cụ cốc con luôn ha. Thì đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cần thêm thông tin thì cả nhà có thể kết bạn trực tiếp qua bên em nha, để bên em có thể gửi thêm thông tin cho mình ha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha, địa chỉ là ở đường số 4 trung tâm Mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì đây cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh bên em nha. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.